liệu để mà mình làm chè Thái nè các bạn. Đây là nước thạch dừa nè, đây là thạch dừa nha. Đây là dừa sắc sợi. Và cái này là, theo như mình nghĩ là cái này là nó là trái dừa non đó các bạn. Dừa nước á ha, dừa nước ha, hai hộp. Rồi đây là nhãn đóng hộp và mít đóng hộp luôn. Đáng lý ra là mình mua mít tươi nhưng mà không có mít tươi cho nên mình mua mít đóng hộp các bạn. Còn đây là sầu riêng ha. Nếu mà chè Thái là sẽ không thể thiếu sầu riêng. Và ở đây có sầu riêng và để mình lấy cái hộp sữa half and half nữa làm là đủ. Đây là hộp sữa mình mới vừa lấy ra nè các bạn. Thì nguyên liệu của làm chè Thái thì là đầy đủ như vậy. Không biết còn thiếu cái gì không thì mình nhớ cái nào thì mình mua cái đó thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình mới làm nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình và bạn của mình sẽ làm món chè Thái ha. Làm cái món chè Thái này để cho mọi người ăn. Cái này là giống như là ăn chơi vậy đó. Ăn tráng miệng hoặc là ăn lúc nào cũng được các bạn. Thì chè Thái này là một cái món mà mình rất là ghiền. Hồi đó ở Việt Nam là mình thỉnh thoảng mình hay đi ra cái quán hủ tiếu Thái ở đường Nguyễn Trãi đó để mình ăn á. Thêm Trần Châu. Để mình ăn rồi mình ăn một ly chè Thái ha, mình rất là ghiền. Cho nên là hôm nay mua nguyên liệu lâu rồi nhưng mà chưa có làm, là bởi vì nhà có mình với lại con trai thì làm ra một thố á các bạn. Tại vì những cái nguyên liệu này là mình làm là mình phải làm nhiều chứ mình không thể làm một chút được. Cho nên là phải chờ ba mẹ qua cho có đầy đủ người, đông người đó thì làm một lần ăn cả nhà luôn. Thì đây là mẹ có làm thêm một cái tô trân châu luộc lên, hột lựu luộc lên. Cho nên là để mình bỏ vào thêm. Hello. Xin chào các bạn. Anh Sám đi làm về. Are you come early today? Yeah. Are there a lot of people come? Some. Okay. Yeah. Okay, bây giờ là mình sẽ bắt tay vào mình làm nha các bạn. Rồi mẹ. Đây là một cái thố các bạn. Đó, một cái thố của mình để trộn đây. Rồi. Cái này mình cũng làm thêm hai hũ đậu phộng chiên tỏi nha. Để trước tiên khui thì mẹ khoe hai cái hộp đậu phộng. Hai cái hộp đậu phộng, đậu phộng chiên tỏi. Xin chào các bạn. Come here. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Anh xã mới đi làm về. Anh xã mới đi làm về. Oh, you can try. Uống bia. Very good. Uống bia. Peanut. My mom made it. Uống bia. You eat this with a beer, you know. You can try this with beer tonight. You okay? Mm-hmm. I'm gonna get ready stuff. Okay. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm nha. Thì bây giờ khoe lại. Đây là đậu phộng chiên tỏi. Đó, thì mẹ mình đang khoe cái hai hũ đậu phộng chiên tỏi của mẹ mình làm nè. Mẹ làm sao? Mẹ làm sao? Cái này nó cũng dễ thôi. Lúc mà mẹ mình làm thì lúc đó mình đang quên. Mình đang bận công chuyện mà mẹ mình không có kêu mình quay lại. Khi mà làm xong rồi mình ăn rất là ngon các bạn. Nhưng mà hôm sau mẹ mình làm là mình sẽ quay cái công thức cái này chia sẻ với các bạn. Mẹ, mình chưa bao giờ làm, chưa bao giờ ăn. Có một lần nữa nè, 9 năm nè, em dâu á, chị em bạn dâu đó nè, Tết hôm đó có cho mình một hũ đậu phộng chiên tỏi. Rồi khi mình ăn cái mùa Tết đó xong rồi đó, mình ăn xong rồi bắt đầu là mình không hỏi nên mình tự làm. Mà mình sẽ tự làm ra được cái món đậu phộng này. Thì mỗi người nó có cái vị khác nhau. Thì đậu về nó mình nó bụi, nó rất là bụi nên mình phải rửa đậu đi. Rửa xong để ráo đậu. Để tỏi với ớt mình bằm nhuyễn ra. Bằm nhuyễn là mình cho tỏi ớt mình ướp lúc trước cái chút xíu bột hành no vô cho nó măng mặn. Rồi khi ướp xong rồi là mình sắc bột năng vô. Xong mình lấy cái nĩa hay cái gì mình xới cho nó bám bột năng vô rồi cho vô cái rổ rây xuống, rây bột xuống đi. Khi mà dầu sôi á là mình thả vô là dầu nửa lớn thì một chút xíu là cho cái một chút thôi, để cái hãm lửa lại, để cái riêu đảo trong vòng khoảng chừng 5-7 phút thôi là mình thấy cái đậu nó hơi ngả màu vàng là mình phải tắt bếp rồi đổ ra cho lót cái cho nó xuống dầu. Mà cái này mình đã chỉ cho chị xui má chồng của Phương á, cái cô chồng nó đã về làm mà làm không được.
hôm đó bà cô vô bà muốn làm á, chỉ giờ mà về bà làm không được. Thì cái này cũng giống như mình. Rồi bây giờ bà ngoại đã chia sẻ cái cách mà làm món đậu phộng gì mà đậu phộng này là cái bọn chiên tỏi. Đậu phộng chiên tỏi ha, thì hôm nào mà mẹ mình làm á là mình sẽ quay lại cái công thức đó cho các bạn xem, rất là ngon các bạn. Làm xong các bạn có thể ăn với cơm hoặc là ăn mình với uống bia hay là mình ăn không chơi. Như vậy ăn chơi cũng rất là ngon các bạn ha, mà mình ở nhà mình làm cho nó vệ sinh nó an toàn hơn đó. Thì hôm nào mình sẽ chia sẻ. Bây giờ bắt đầu mình sẽ làm chè Thái nha. Con biết lấy cái nước này hay là bỏ nước này đang biết con thử cái nước này không? Nó ngọt. Cái nước này con thấy nó ngọt ngọt và con biết là nên lấy hay là nên bỏ đây. Nãy nào gì chưa làm, không biết ngon nó làm nó nãy làm cho ăn lon á. Âu họ để cho lon mà nó nói nó mắc đang làm thử khách này mỗi cái ngon hả? Ngon quá à, cái nước nó ngọt quá. Chắc phải có nó ngọt chứ không đổ hết ra đâu còn ngọt. Mẹ thấy bé lon nó khui ra đổ vô hết. Vậy hả? Ừ. Rồi bây giờ thì mình sẽ khui ra mình đổ vô hết luôn đi. Tại vì cái này là cái nước này là giống nước dừa hay gì nè. Đã khui luôn không? Dạ khui luôn. Mẹ biết khui không? Đây là cái thạch dừa các bạn, mình bỏ vào ha. Đó. Đây là thạch dừa, mình bỏ thạch dừa vào. Chè Thái thì chị nghĩ là cũng rất là dễ làm các bạn. Thì mình cứ mua hết nguyên liệu về mình bỏ ra mình khui hết, mình bỏ vô thôi. Cái này là dừa cắt sợi các bạn. Mỗi cái ngon hả? Mỗi cái ngon hết. Làm hết thì mẹ chứ giờ khui ra đâu có em đâu có để hết. Đâu khui ra đâu có để hết hả mẹ? Thôi cái nào bớt này một lon đi. Thôi kệ cứ khui ra, cứ làm để tủ lạnh ăn mấy ngày luôn. Cái này chắc bỏ nước qua. Cái này chỉ lấy cái thôi. Nước dừa luôn nè, nhưng mà biết chắc bỏ nước qua. Chắc riêng cái tô, nên cái tô đừng bỏ ngoài. Thôi cái này là hết. Cái này nó ngâm dừa thôi. Con chuẩn bị để phụ mấy mình. Không về hả? Đồ hẹn giờ tới lấy hả? Ở bên Hà Quay á nè, lon gái thứ tư của mình làm từ hôm qua nay cũng làm được mấy lần chè Thái rồi. Mà giờ nhà tự lon làm thôi rồi múc cho ba mẹ ăn thôi, chứ mẹ cũng chưa có làm này mình thấy cũng sẵn rồi, giờ chỉ khui ra đổ vô trộn lên thôi. Con biết cái nước này có nên lấy hay nên bỏ đi không biết nữa. Bây giờ con chắc ra cái tô đi, khi mình cần thì mình đổ vô sau. Cái này là cái gì đây ta? Cái này nó giống như là trái dừa nước thôi mẹ. Ừ. Phải không? Nó kẹo kẹo lên mà con nghĩ là chắc nó lấy luôn cái nước này quá à. Nó kẹo kẹo quá. Thấy ngon quá. Rồi chắc bỏ vô hết luôn đi, chứ đâu có làm ra, đâu có chắc ra được đâu. Không biết một hộp cái một hộp sữa tươi sữa hấp hành hấp này biết có đủ không? Cái này thì mẹ lượt bớt mấy cục lột lại, còn cái kia để vô được. Nước nhãn này cũng ngon nữa, sao nước nào cũng ngon hết trơn mà không biết có lấy nước không, chả biết luôn. Nhà mình cứ lấy, tại mình điện cho em gái mà mình hỏi cái coi cái cách làm sao, tại lần đầu tiên mình mới làm nhưng mà nó đang bận cho nên là mình không có biết là cái nào mình bỏ nước hay là cái nào mình lấy nước. Bây giờ tạm thời mình cắt vậy đi. Này cho con hưởng thì cũng nó làm cho bà ngoại ăn, cho bà ngoại không có làm. Lần đầu tiên mới làm ta thèm ăn thì ăn vậy thôi, hồi đó con thèm ở bên Việt Nam á mình nhớ. Con thèm ăn cái món này mà con đi ra ngoài mình cũng chảy con ăn đó. Mua đó. Cái này là gì nữa này? Dừa nữa hả? Nhiều quá ha. Ôi dạ. Trời ơi, tài. Nhọn dữ vậy trời. Bén quá, bén mà. Thấy cái muỗng tạch tạch lên, quên dặn mày mấy cái này làm cẩn thận. Cái này phải... Cái nào cái nước nó cũng ngon hết trơn á, sao bỏ. Nước nó ngọt ngọt, ngon quá à. Chắc lấy nước thua quá à. Lấy nước thua đi. Nói chứ không lẽ chỉ đập quẹo rồi không có nước ăn. Đúng rồi. Rồi còn cái lon nó làm cái gì cái màu xanh lè lét vô nữa, cái cục gì nó xanh xanh. Mít này nó cũng mềm mà mẹ, nó cũng mềm y chang như mít kia, mình xẹp mà. Vậy lát lấy thêm mít kia bỏ vô. Ta kêu bạn đừng có ngủ hoài tiếp mập. Một tháng là lên, nãy ông còn công nhận. Sau một tháng chắc nãy ông lên mấy phao quá. Còn ăn ngủ không, không được động nó dựng không. Nói trời nắng ấm rồi, đi ra ngoài trước đi dạo đi. Ngày mai rồi mang dép, có quên mang dài đi vòng sớm nè, quay phim, quay video luôn. Nó phòng khỏa chứ không rồi, đi vòng luôn. Sáng mai vậy đi. Trưa mai chắc phải đi ăn cái gì đó, ăn đồ Thái đi.
là trưa mai muốn ăn nhà. Thôi ăn ở nhà đi. Thứ bảy chủ nhật nó đã ăn ở ngoài rồi. Ngoài cái gì ăn ở nhà, sao mẹ không dẫn thích ăn ở nhà nữa. Cái này ít mít của mẹ ơi, chắc cái ấy này thêm vô không? Tại vì con thấy mít này nó cũng mềm xèo mà. Tôi thấy nặng thì nó hơi ê cái mít đó hả? Tại chín quá thôi chứ không phải ơi ê đâu. Chín quá. Cái này để ngăn đông á. Thì nó cái tủ như vậy nhưng mà không hẳn là không rồi bây giờ đây là bây giờ là mít rồi các bạn, mình đã xé mít ra rồi nè ha. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây rồi. Sầu riêng, con trai biết ăn chả thái không? Trời hả, thôi mình nghĩ sao mình nói với con thôi. Ủa vậy hả? Tại vì má mày thiệt tình lắm con, thì má mày hỏi con có biết ăn không á. Sầu riêng này sao ta? Chứ chè nấu thì tụi này nó không có thích ăn mà. Đúng biết rồi, mà. Mấy cái này nó không ăn chè, ăn chè, mẹ nấu chè kêu ăn nó không ăn mà nó không có thích ăn chè. Hai bịch sầu riêng giờ chắc bỏ hai bịch, bỏ một bịch thử coi nó có xi nhê gì không. Còn không thì bỏ hai bịch. Kêu ngoại phụ đi Thính, ông ngoại dưới nè. Ông ngoại ngoài trước đó con. Ông ngoại cắt nó tay trước á. Sầu riêng này nó sẽ xịn xịn. Lâu nó mua sầu riêng trong cái dĩ ấy, còn nguyên muối ngon lắm. Ngày nay bữa hôm nó biết mua đại. Ê, nếu có mùi sầu riêng nó đâu có ăn được nữa ha. Đúng không ạ? Thì ý mình để không? Riêng một cái thôi kệ đi. Nhiều khi biết đâu ổng không ăn được sầu riêng nhưng mà có cái mùi này thì chút xíu ổng thử. Nó không có chịu cái mùi này, giờ ta không ăn được rồi ta vô cái mùi. Thôi. Mình ăn, chủ yếu ở đây mình ăn mà con biết ổng cũng đâu thích mấy món này đâu. Ngon. Chắc lấy luôn hai bịch sầu riêng làm hết luôn. Cái này nhiều sầu riêng mới ngon. Sầu riêng này nó đây nó trầm thôi nên nó chứ. Nó sợ khẩu. Cái phần cái bột khoai làm nó ngon lắm. Luộc lên cái bột khoai nó chín cái thang lăn bột có cái luộc liền nó ngon chứ sợ. Chè thái mà có nó ăn cho nó ngon. Lấy thêm một bịch sầu riêng nữa làm luôn hai bịch luôn. Rồi, mẹ ăn chắc phải ăn phần lấy chưa hết mẹ ơi. Nãy làm cho mà nó không đều, trước sang cái này nó cái hộp này nó còn cứng dần rồi phải lựa mấy cái này chút mình luộc lại. Làm cái bột bán đó, nó chín đều ngon lắm, còn cái này hộp tơ trâu nó cứng. Ông ngoại ơi. Ông ngoại chắc không biết. Ông ngoại trước rồi. Kìa vô rồi kìa nhưng mà chắc ngoại không biết phụ. Anh ơi. Ăn. Ăn toilet. Nhiều khi nó không dám nhờ. Chào ba, chào mẹ, là vô dám nhờ ba. This thing? A table. This? Really? That's how much it used to be worth. Các bạn cần cái chậu 600 đô à? Đó cái gì? Cô làm các bạn đó cũng được á. Cái kệ này nè, bây giờ 1000 mấy rồi đó. Rồi cả nhà ơi, bây giờ đây là mình sẽ bỏ sữa vô tất cả các gia vị mình đã bỏ vô rồi nè ha. Mình bỏ vô rồi xong bắt đầu bây giờ mình đổ sữa vô. Cái hộp sữa AHH nè. Mình nghĩ chắc nhịp xong rồi phải mình nêm nếm là thử coi nó có. Bé lon nó có cái gì thịt dừa màu xanh nó vô giòn đẹp lắm. Con không có mua cái đó. Nhưng mà cái nó ăn bữa đầu thì nó giòn nhưng nó sau cái nó mềm. Ba thay đồ cái gì ba phụ mình hiến với ảnh khiêng cái đó ra để người ta tới người ta lấy. Đó, hấp dẫn chưa? Thiếu màu xanh ha. Ừ. Nó lon nó có cái chai cái hộp màu xanh vô giòn đẹp. Rồi. Để xong, vậy là món thịt dừa là xong. Đó các bạn thấy một để mình cho các bạn quay gần lại cho các bạn coi. Giờ muốn đi ăn chè không biết ăn ở đâu, thành ra thôi nhà làm ăn cho nó ngon. Trời ơi, hấp dẫn quá. Nhưng mà cái này ăn quá trời nhiều luôn, biết chừng nào mới hết đây mấy ngày chắc. Nhà mấy lon nó để ăn cũng 4-5 ngày chứ bộ. Ăn chè trừ cơm quá. Cái này thì nó không có nước dừa cho nên mình không có sợ nó hư, chỉ có sữa thôi. Thì mình sẽ xớt ra những cái keo nhỏ nhỏ, mình ăn tới đâu mình múc tới đâu, ăn tới đâu mình múc ra tới đó.
chứ mình không có sợ nó trộn. Đó, hấp dẫn lắm các bạn ơi. Đây, mình cho các bạn xem ăn cả làng luôn. Đây, một tô chè Thái. Mới các bạn có thấy không ta? Đó, một tô chè Thái của mình đây. Tất cả các chè Thái nhưng mà thiếu cái màu xanh xanh. Đó, tất cả các nguyên liệu mình trộn lại. Đó. Đây. Dẫn con một miếng đủ đồ ngọt chưa để thử, nếm thử. Dân sức, mấy cái nước mình dân sức ngọt. Chè Thái mà không có sầu riêng thì không có gọi là ngon. Mà ở Việt Nam biết nó làm bằng sữa gì không biết nữa. Mà ở đây sữa ấy mình hát này cho nó béo. Đó, chè Thái mà không có sầu riêng là mất cái mùi chè Thái ha. Bởi vậy ai là thánh thánh của sầu riêng thì ăn chè Thái là mê mệt luôn. Ngoài ông ngoại thích ăn sầu riêng hả? Ngoại thích ăn đậu ngọt, không mấy cái đậu gì nè. Rồi, bây giờ mình nếm thử miếng thử coi nó có vừa ăn chưa, ngọt lạc như thế nào. Mẹ thử đi, con không biết có cần đổ thêm cái nước này vô cho nó ngọt không à? Đem thêm đi. Cũng bây giờ nó làm còn ngọt hơn, tức là chắc có lẽ là nó đổ hết các cái nước nó vô rồi sao. Này, chưa thấy ngọt. Chưa thấy ngọt hả? Thì bỏ vậy. Thôi đổ cái nước này vô đi. Cho nó ngọt. Nãy cái lượt lưới nên để nó quên rồi. Cất vô rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ là mình đã xong cái tô chè Thái của mình rồi nè. Đó, khi nào ăn cái mình múc ra mình bỏ nước đá vô ăn thôi các bạn, rất là dễ làm ha. Đó, để lát mình múc ra mình ăn thử coi. Rồi, hôm nay là mình chia sẻ với các bạn cái video là mình và mẹ mình làm cái món chè Thái này. Để bây giờ mình sẽ múc một miếng mình ăn thử thôi coi nó ra, sao bỏ nước đá vô ăn thử coi. Tại mình cũng thích ăn ngọt lắm, đừng có ăn ngọt quá, mẹ ăn gì vừa vậy thôi ha. Ngọt quá nó, mẹ muốn ăn ngọt thì con còn cái gì đó. Ý mẹ nói mà ăn lon đó nhà nó làm mẹ muốn ăn ngọt thì con còn nước đường kìa, nhưng mà thôi ăn vậy được rồi, ăn đặc lạc vậy thôi cho nó béo béo vậy thôi, không cần ăn ngọt quá đâu. Rồi rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình là làm món chè Thái nha. Đứng dậy dẫn chưa lát ăn hơi thiếu màu phải không? Đúng rồi, thiếu màu xanh đó. Cái màu xanh thôi kệ, giờ có gì làm đó con. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn tiếp theo nha. Chào cả nhà.